Kính chào bà con nông dân quý vị và các bạn. Mời bà con nông dân quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục đời sống nông thôn của Đài Phát thanh và Truyền hình Đắk Lắk. Trong chuyên mục ngày hôm nay sẽ có những nội dung sau. Đến năm 2025, chương trình cảnh quan bền vững tỉnh Đắk Lắk sẽ nhân rộng mô hình lên khoảng 90.000 hecta. Cung ứng hóa chất nhằm chủ động khống chế ngăn chặn virus gây bệnh trên đàn gia súc gia cầm. Chăm sóc sức khỏe chủ động để nâng cao sức khỏe, chủ động phòng bệnh. Mô hình nuôi gà siêu trứng hiệu quả ở thị xã Phú Hồ. Sau đây mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết. Từ năm 2016 đến nay, chương trình cảnh quan bền vững đã triển khai phương pháp tiếp cận theo hướng xây dựng các khu vực tiểu vùng cảnh quan, liên kết nông hộ trong cùng một khu vực để thực hiện các giải pháp đồng bộ về nước tưới, quản lý đầu vào, xây dựng vùng đệm, liên kết chuỗi giá trị sản phẩm. Đến nay, hơn 5.200 hecta ở ba xã E Tân, E Tó và Đờ Ly Gia của huyện Krông Năng đã thực hiện chương trình cảnh quan bền vững. Sau 5 năm thực hiện, chương trình đã tạo ra được những tác động rất tích cực trong sản xuất nông nghiệp, bảo vệ môi trường, đời sống của người nông dân ở địa phương. Ở góc độ sản xuất và bảo vệ môi trường đã góp phần giảm 14% lượng phân bón hóa học và giảm 17% lượng nước tưới trong sản xuất cà phê. Việc áp dụng các biện pháp thực hành canh tác bền vững đã góp phần làm giảm 11% chi phí sản xuất và 10% lượng CO2 được phát thải ra môi trường. Thu nhập của người nông dân trong vùng thí điểm tăng thêm 30% thông qua trồng sen và đa dạng hóa cây trồng. 100% lượng cà phê được sản xuất trong vùng thí điểm được thu mua với mức giá cao hơn giá thị trường. Mục tiêu của chương trình Cảnh quan bền vững tỉnh Đắk Lắk đến năm 2025 là tiếp tục nhân rộng mô hình này ra các huyện khác, đưa tổng diện tích toàn vùng lên khoảng 90.000 ha, tiến tới quản lý tài nguyên hợp lý, không gây mất rừng, nâng cao thu nhập của nông dân lên 30%. Trong tháng vệ sinh tiêu độc khử trùng môi trường đợt 1 năm 2021, Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Đắk Lắk đã chỉ đạo Chi cục Chăn nuôi và Thú y cung ứng 4.210 lít hóa chất cho 15 huyện, thị xã, thành phố và 5 trạm kiểm dịch động vật nhằm chủ động khống chế ngăn chặn virus gây bệnh phát tán và lan rộng. Riêng những trại chăn nuôi, cơ sở giết mổ tập trung, cơ sở ấp trứng gia cầm phải tự lo vật tư kinh phí và tổ chức thực hiện theo sự giám sát của chuyên môn thú y. Theo đó, các cơ sở hộ gia đình chăn nuôi gia súc gia cầm trên địa bàn tỉnh sẽ tiến hành tiêu độc, phun khử trùng toàn bộ chuồng trại, khu vực chăn nuôi và vùng phụ cận mỗi tuần một lần, vệ sinh sạch sẽ phương tiện dụng cụ vận chuyển sau mỗi lần vận chuyển, quét dọn sạch sẽ khu vực nuôi nhốt gia súc gia cầm và thu gom phân rác, độn chuồng để đốt hoặc chôn. Đối với cơ sở ấp nở gia cầm thủy cầm, cơ sở giết mổ gia cầm tập trung thì tiến hành phun tiêu độc khử trùng hàng ngày toàn bộ diện tích cơ sở, các phương tiện vận chuyển ra vào cơ sở. Tại các chợ buôn bán gia súc gia cầm sống và sản phẩm động vật, tiến hành quét dọn và phun thuốc toàn bộ khu vực buôn bán giết mổ, các vật dụng liên quan vào cuối mỗi buổi chợ, phun khử trùng phương tiện và dụng cụ vận chuyển khi ra vào chợ. Thưa bà con nông dân, quý vị và các bạn, trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, các trung tâm câu lạc bộ phòng tập thể dục thể thao như phòng tập gym, aerobic yoga phải tạm ngưng hoạt động. Vì vậy, nhiều người dân trên địa bàn tỉnh đã lựa chọn tập luyện thể dục thể thao tại nhà hoặc những nơi thoáng mát, ít tập trung đông người. Việc người dân chủ động điều chỉnh cách tập luyện những môn thể thao phù hợp để nâng cao sức khỏe và tăng cường sức đề kháng thời điểm này là rất cần thiết, góp phần chung tay phòng chống dịch bệnh. Đây là nội dung được đề cập đến trong chuyên mục hôm nay. Mời bà con nông dân quý vị và các bạn cùng theo dõi. Hàng ngày từ 5 giờ sáng là các thành viên câu lạc bộ thể dục dưỡng sinh, người cao tuổi phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột lại cùng luyện tập với nhau tại các sân hoa viên trên địa bàn phường. Với các động tác đơn giản, dễ tập, dễ nhớ, tác động trực tiếp vào các đường kinh lạc trong cơ thể, giúp lưu thông khí huyết, cân bằng âm dương, phục hồi và nâng cao sức khỏe, phòng ngừa triệu chứng bệnh xương khớp, huyết áp, tim mạch. Tham gia câu lạc bộ dưỡng sinh, ngoài việc được rèn luyện sức khỏe, các thành viên còn giao lưu gặp gỡ, động viên nhau sống vui, sống khỏe. Ngoài các động tác thái cực quyền, đánh kiếm, múa quạt, câu lạc bộ còn phối thêm các bài nhảy cha cha cha, disco, tăng thêm sự hứng thú và phù hợp với mọi lứa tuổi của các thành viên. Các bài tập phối hợp những động tác di chuyển giữa tay chân, nhịp thở liên hoàn không nhanh không chậm,
phù hợp với sức khỏe và thể trạng của mỗi người, giúp cho cơ thể khỏe mạnh và hơn hết là tinh thần luôn lạc quan, vui vẻ. Đến nay, câu lạc bộ đã có hơn 100 thành viên với các độ tuổi khác nhau từ 50 đến 90 tuổi. Khi nhận được yêu cầu giảm tập trung đông người để chủ động phòng chống dịch bệnh COVID-19, câu lạc bộ đã chia nhỏ ra tập ở 4 sân, đảm bảo khoảng cách an toàn khi luyện tập. Khi mà thực hiện cái văn bản của Ủy ban tỉnh thì chúng tôi là không có tập trung đông người nữa, mà giãn cách là có những số chị em là tập tại nhà, chừng 3-4 người là tập tại nhà, và gần hoa viên thì các chị ra hoa viên chừng khoảng 7-8 người để mà luyện tập, để duy trì cái sức khỏe của mình, để mà tăng cường sức khỏe, tăng cường cái sức đề kháng của mình để ngừa cái phòng dịch bệnh. Và những ngày thực hiện giãn cách, các thành viên câu lạc bộ vẫn duy trì việc tập luyện tại nhà, sau đó chia sẻ vào Zalo, Facebook cho các thành viên có động lực cùng tập luyện. Để đảm bảo sức khỏe và thường xuyên nhắc nhở những người bạn của mình thực hiện tốt thông điệp 5K của Bộ Y tế. Bản thân tôi luôn luôn quan tâm đến sức khỏe và cho sức khỏe của bản thân và gia đình lên hàng đầu. Và luôn luôn quan tâm đến môi trường sạch xung quanh của gia đình cũng như là của cộng đồng. Sáng nào đúng 5 giờ là chúng tôi đều tập thể dục, tập dưỡng sinh. Mùa Covid này thì chúng tôi tập ở nhà. Và thỉnh thoảng thì cũng là 5-7 chị em ra hoa viên nhưng cũng thực hiện đúng khoảng cách, đeo khẩu trang để luyện tập, để ôn bài. Việc người dân chủ động điều chỉnh cách tập luyện những môn thể thao phù hợp để nâng cao sức khỏe và tăng cường sức đề kháng thời điểm này là rất cần thiết, góp phần chung tay phòng chống dịch bệnh. Các hoạt động thể dục thể thao tại gia đình không chỉ giúp mọi người rèn luyện sức khỏe, tăng sức đề kháng mà còn là giải pháp hiệu quả để phòng chống dịch bệnh. Các chuyên gia y tế cho biết tự chăm sóc sức khỏe là mô hình đã chứng minh được tính hiệu quả tại nhiều quốc gia. Tại Việt Nam, đây cũng chính là chìa khóa nâng cao sức khỏe cộng đồng từ việc mỗi người tự rèn luyện và chủ động thực hiện chế độ ăn uống khoa học dinh dưỡng, kết hợp luyện tập thể dục thể thao đúng cách. Chương trình Sức khỏe Việt Nam đã được Thủ tướng phê duyệt hướng đến 3 mục tiêu: đảm bảo chế độ dinh dưỡng hợp lý, tăng cường vận động thể lực để cải thiện tầm vóc và nâng cao sức khỏe cho người dân, nâng cao nhận thức thay đổi hành vi của mỗi người dân và cộng đồng để chủ động dự phòng các yếu tố nguy cơ phổ biến đối với sức khỏe nhằm phòng tránh bệnh tật, bảo vệ sức khỏe cho cá nhân, gia đình và cộng đồng. Thực hiện quản lý chăm sóc sức khỏe liên tục lâu dài tại tuyến y tế cơ sở để góp phần giảm gánh nặng bệnh tật, tử vong và nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhân dân. Thưa bà con nông dân, quý vị và các bạn, nắm vững kỹ thuật không ngừng học hỏi và được đầu tư trang trại bài bản là chìa khóa để thành công từ mô hình nuôi gà siêu trứng của gia đình ông Nguyễn Đức Thành ở thôn Hợp Thành 1, phường Thống Nhất, thị xã Buôn Hồ. Nội dung này sẽ được đề cập đến trong phóng sự vừa được thực hiện. Mời bà con nông dân, quý vị và các bạn cùng theo dõi. Trước khi xây dựng trang trại nuôi gà đẻ trứng, mảnh đất ấy là vườn tiêu đã từng sinh tốt và cho năng suất cao của gia đình ông Nguyễn Đức Thành, nhưng đến năm 2016 tiêu chết hàng loạt. Không nản lòng tìm hướng đi mới cho gia đình mình, và trong một lần tình cờ đọc thông tin về những mô hình mới cũng như tham quan mô hình nuôi gà siêu trứng, ông nhận thấy mô hình này cho hiệu quả kinh tế rất cao. Năm 2017, ông Thành đã đầu tư xây dựng trang trại gà siêu trứng với quy mô 4.000 con. Chuồng trại được thiết kế bài bản thoáng mát, được lắp đặt hệ thống chuồng dài, ngăn nhốt riêng bình quân 4 con một ô, hệ thống nước uống tự động. Ông còn sử dụng điểm lót sinh học để giảm ô nhiễm môi trường. Phân gà được thu gom lại rồi xử lý thành phân bón hữu cơ bán cho những nhà vườn. Hiện nay, trang trại của ông Thành có 3.000 con đã vào thời kỳ đẻ trứng. Lượng trứng mỗi ngày đạt hơn 90%. Ông Thành cho biết để đàn gà luôn phát triển và đẻ tốt thì người nuôi cần nhiều yếu tố, song hai yếu tố quan trọng nhất là chuồng trại và giống, nên lúc mua giống phải chọn những cơ sở uy tín, còn chuồng trại phải luôn thoáng mát, mát về mùa hè, ấm về mùa đông. Thường xuyên khử trùng chuồng nuôi và phòng bệnh cho gà. Nhờ làm tốt khâu chọn giống và chăm sóc nên bình quân mỗi năm đàn gà đem lại lợi nhuận cho gia đình ông hơn 100 triệu đồng. Thì mình chỉ gọi là siêng năng thôi, chăm sóc nó thường xuyên. Vậy là mình gọi là khi nào cũng phải có mặt để mà coi sóc nó, kỳ càng khi nó bệnh hoạn cho nên mình cho uống thuốc riêng được. Thì đây là một cái đợt dịch cho nên thì cái lương thực cho gà nó cao đó, mà cái giá trứng nó thấp
cho nên mình cũng cố gắng vượt qua thôi, là cùng chịu lộ một thời gian. Trong quá trình nuôi, đàn gà sẽ được theo dõi hàng ngày, ghi lại những triệu chứng cụ thể để có cách xử lý. Từ khi nuôi gà con đến khi gà đẻ trứng khoảng 6 tháng, một lứa gà có thể khai thác trứng từ 10 đến 12 tháng, tỷ lệ đẻ đạt 75-90%. Sau khoảng 10 đến 12 tháng khai thác sẽ thay thế đàn gà mới, đảm bảo nguồn cung cấp trứng ra thị trường. Thấy 3 năm liên tục là họ làm ăn có hiệu quả, cho nên là tiếp tục là đề nghị hội cấp trên là cho tiếp tục cho vay giải ngân tiếp một đợt nữa. Cái mô hình này thì cứ tuyên truyền, hàng nào hàng thả tuyên truyền trên đài và thông qua cả cái cuộc sơ kết, tổng kết thì mời họ lên là để họ trao đổi kinh nghiệm rồi là để cho hình thức là nhân rộng. Bằng ý chí quyết tâm dám nghĩ dám làm, ông Nguyễn Đức Thành đã gặt hái được thành công từ mô hình trang trại nuôi gà siêu trứng. Bản thân ông thường xuyên cập nhật thông tin, nâng cao trình độ quản lý, chú trọng đến trại, đảm bảo vệ sinh và áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật mới nhất vào chăn nuôi, đồng thời làm tốt công tác bảo vệ môi trường, tạo ra sản phẩm nông nghiệp sạch, đạt tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm, có giá trị kinh tế cao để nâng cao sức cạnh tranh trong và ngoài tỉnh. Cảm ơn bà con nông dân, quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chuyên mục Đời sống nông thôn của Đài Phát thanh và Truyền hình Đắk Lắk. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.